Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tết Trần TV Và như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những thông tin nóng nhất về bóng đá Việt Nam Tôi nghĩ rằng thời điểm hiện tại thì có lẽ không ai trong chúng ta nuốt trôi được trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam Cá nhân tôi đã lên rất nhiều những chia sẻ ngay sau đó là những buổi live stream Thậm chí là sáng ngày hôm nay cũng đã chia sẻ cái quan điểm của mình Và điều tôi mong muốn lúc này là huấn luyện viên Philippe Trujier từ chức hoặc là bị VFF sa thải bởi vì nếu như ông còn làm tiếp trận đấu lượt về trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Tôi sợ rằng chúng ta sẽ phải khó nuốt trôi thêm một trận đấu nữa Và uất ức thêm một trận đấu nữa Và quan điểm của tôi Một người khác lên thay huấn luyện viên Philip Thuze lúc này Thì dẫu cho chúng ta có thể thất bại trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Nhưng chúng ta đỡ bực Đó là quan điểm của cá nhân Vậy ở trên mạng xã hội lúc này thì sao? Các cổ động viên Việt Nam Thậm chí là các cổ động viên Đông Nam Á cũng đã tràn vào các mạng xã hội và bức xúc yêu cầu đòi vị chiến lược gia người Pháp nên từ chức. Chứng kiến màn trình diễn thảm họa của đội tuyển Việt Nam, nhiều cổ động viên có mặt trên sân đã tỏ ra vô cùng thất vọng, thậm chí một vài cổ động viên còn đưa biểu ngữ "Choose out" để yêu cầu nhà cầm quân người Pháp từ chức. Trong khi đó, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài viết với hashtag tương tự hay thậm chí những hội nhóm anti huấn luyện viên Chu Jie xuất hiện như nấm mọc sau mưa sau chuỗi thành tích kém cỏi của huấn luyện viên Chu Jie. Sau thất bại này, đã có rất nhiều cổ động viên Đông Nam Á cho rằng đây là thời điểm Việt Nam nên tính đến việc sa thải huấn luyện viên Chu Jie. Hãy đưa huấn luyện viên Park Hang Seo về đi, chúng tôi cần một đối thủ xứng tầm như ông ấy. Tài khoản Ivan Shinoda viết: Indonesia thắng hoàn toàn xứng đáng, chỉ có một bài ném biên nhưng không chống nổi. Chúc mừng Indonesia. Trên trang cá nhân, ông Michele Donato Fessini, người đại diện của Quang Hải viết Có lẽ chúng ta sẽ lại nghe thấy câu Tôi hài lòng về màn trình diễn của toàn đội Điều này thật đáng xấu hổ và gần như không thể chấp nhận được Thực tế, thiếu vắng Quang Hải trong đội hình Hàng công của tuyển Việt Nam thi đấu nhạt nhòa Cách thức triển khai bóng thiếu sự đột biến Và các chân sút cũng vô hiệu hóa Trước hàng phòng ngự vững chắc của đội bóng xứ vạn đảo Chiếc ghế của vị chiến lược gia 69 tuổi Đang nóng lên từng ngày Tính trong 10 trận đấu gần nhất, huấn luyện viên Chu Jie và các học trò nhận đến 9 thất bại. Còn trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam rơi một mạch từ hạng 95 thế giới xuống hạng 112 sau thất bại đêm qua trước Indonesia. Quan trọng hơn, cách nhà cầm quân người Pháp phản bác lại truyền thông và dư luận sau mỗi thất bại càng khiến ông mất điểm hơn trong mắt của động viên. Top 100 là điều cực kỳ xa vời với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Điều mà chúng ta đã gây dựng biết bao nhiêu năm tháng Biết bao nhiêu thành tích, biết bao nhiêu vinh quang Và thực ra những con người đó vẫn còn Những Quang Hải, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồ Tấn Tài Rất nhiều những người đã mang về cho chúng ta những kỳ tích vẫn còn đó Vậy tại sao họ lại phải ngồi ngoài dự bị Thứ hạng của chúng ta đã vượt qua top 100 rất rất nhiều Thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam nhận thêm cú sốc Thất bại 0-1 trước Indonesia không chỉ ảnh hưởng nhiều đến tham vọng giành vé đi tiếp của thầy cháu luyện viên Chuzie, mà còn khiến cho đội tuyển Việt Nam tụt sâu trên bảng xếp hạng của FIFA. Ngoài việc hứng chịu thất bại 0-1 trước Indonesia khiến đội tuyển Việt Nam rơi xuống vị trí thứ 3 tại bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, thì đoàn quân của luận viên Chuzie đang đương đầu với nhiều bài toán khó giải về lối chơi, sử dụng nhân sự. Trận đấu trên sân Bung Karno tối ngày 21 tháng 3 đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng loạt thông số kém ấn tượng và đặc biệt đội khách không có bất cứ cú dứt điểm nào chúng khung thành đối phương khiến người hâm mộ không khỏi chăn trở. Hiện nay, cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức bởi ở bảng F, Iraq được đánh giá cao nhất và tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Indonesia, Việt Nam và Philippines và việc thua 0-1 trước Indonesia càng khiến cho việc tái lập thành tích lọt vào vòng loại thứ ba của đội tuyển Việt Nam bị đặt dấu hỏi việc trắng tay trên sân Bung Các Nô còn đem đến hệ lụy khi đội tuyển Việt Nam bị trừ 15,37 điểm và tụt 7 bậc từ vị trí thứ 105 xuống thứ 112 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đây là điều rất hiếm thấy xảy ra với đội tuyển Việt Nam trong 3 đến 4 năm trở lại đây, bởi trước khi huấn luyện viên Chu Jie đến tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thì đoàn quân áo đỏ luôn đứng trong top 100 trên bảng xếp hạng của FIFA. Thậm chí, trận thua 0-1 vừa qua cũng là lần thứ hai liên tiếp, đội tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia, điều mà suốt 6 năm trước đó chưa từng xảy ra. Quay trở lại với cục diện của bảng F, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thông số đáng lưu tâm khi đá 3 trận thua đến 2 và chỉ ghi được 2 bàn, thủng lưới 2 bàn, sở hữu 3 điểm. So với vòng loại thứ hai World Cup 2022 thì sau 3 trận đầu bảng G, đội tuyển Việt Nam đã có được 7 điểm và thậm chí ở lượt trận thứ 3 cũng gặp Indonesia Đội bóng áo đỏ đã giành chiến thắng đậm 3-1. Còn với đội tuyển Indonesia, ngay sau trận đấu, buổi họp báo diễn ra và huấn luyện viên trưởng của Indonesia là ông Sintojang dành lời cảm ơn tôi chỉ được nhắc lại, dành lời cảm ơn với đội tuyển Việt Nam. Điều này với tôi và với rất nhiều người có lẽ như một lời mỉa mai vì thực ra họ biết đội tuyển Việt Nam của chúng ta chơi một thứ bóng đá mà có lẽ huấn luyện viên Shin Tae-yong đã đọc vị và đã nuốt chửng chúng ta trên thánh địa Bung Karno. Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay Indonesia đã thắng Việt Nam. Tôi tự hào với những gì mà cầu thủ của mình thể hiện. Huấn luyện viên Shin Tae-yong mở đầu buổi họp báo sau trận thắng 1-0 của Indonesia trước Việt Nam tối ngày 21 tháng 3. Trên sân Bung Karno, đội tuyển Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn trong khoảng 2 phần 3 thời gian thi đấu của Hiệp 1. Indonesia gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt nhưng lại không tận dụng được những tình huống tấn công để tạo ra sự khác biệt. Sang hiệp 2, Indonesia thực hiện vài sự điều chỉnh. Sự thay đổi của huấn luyện viên Shin Tae-yong ngay sau đó đã phát huy tác dụng. Cầu thủ vào sân thay người là Ahan ném biên mạnh đưa bóng vào trong vòng cấm địa. Minh trọng phá bóng lỗi và Egy Maulana đệm lòng ghi bàn ở phút 52. Đây cũng là bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho Indonesia. Dù có thời khắc khó khăn nhưng toàn đội đã cố gắng vượt qua. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến đội tuyển Việt Nam vì đã cùng chúng tôi tạo ra trận đấu hay ngày hôm nay. Indonesia sẽ chuẩn bị cẩn thận hơn cho trận lượt về tại Hà Nội sau đây 5 ngày. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nói, đánh giá sâu hơn về trận đấu này, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết, màn trình diễn hiệp 1 của Indonesia không tốt nhưng không quá tệ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ mới, không có nhiều thời gian tập luyện và gắn kết với nhau. Nhưng hiệp 2, đội phối hợp tốt, màn trình diễn tốt hơn. Tôi khá hài lòng với màn thể hiện của toàn đội. Sau trận đấu này, Indonesia sẽ bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3 tới. Mục tiêu của Indonesia là có ít nhất một điểm tại sân khách để tạo lợi thế giành vé đi tiếp ở bảng đấu này. Trong khi chúng ta cứ nói về rằng chúng ta sẽ là số 1 Đông Nam Á Chúng ta là số 1 ở khu vực Nhưng các bạn có biết không Khi chúng ta đang chật vật trước đội tuyển Indonesia Chật vật với vị chiến lược gia người Pháp Thì người láng giềng của chúng ta Người đang nắm giữ vị trí số 1 tại khu vực Đó chính là Thái Lan Đã tạo ra một trận đấu mà có lẽ cả châu Á phải chú ý Khi họ đã cầm hòa được đội tuyển Hàn Quốc của Song Hyong Minh và kết thúc trận đấu này. Ngôi sao bên phía Hàn Quốc, đội trưởng của họ Song Hyung Min cũng đã dành những lời ngợi khen dành cho đội tuyển Thái Lan. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Song Hyung Min ngay sau trận đấu. Nếu bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định, bạn sẽ khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi hiểu rằng mình không nên để thua, nhưng đội tuyển Hàn Quốc đã có một trận đấu khó khăn sau khi để thủng lưới trước đội tuyển Thái Lan. Son Hyung Min trả lời truyền thông sau trận đấu Hàn Quốc với Thái Lan, trong hiệp 1, đại diện Đông Á dồn bóng khá nhiều cho đội trưởng Son Heung-min. Sau một vài cú sút xa, đá phạt không chuẩn xác, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham đã tạo khác biệt bằng bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ một tình huống xẻ nách bên cánh trái, Lee Jae-sung trả ngược vừa tầm để Son Heung-min dứt điểm chéo góc, hạ gục thủ môn Thái Lan. Phút 62, Mickelson dâng cao, thực hiện cú dứt điểm nhưng vô tình trở thành đường kiến tạo để Sufanat băng vào dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Jo hyun Gu cơ hội cản phá. Thái Lan trở thành đội tuyển đầu tiên chọc thủng lưới Hàn Quốc tại vòng loại 2 World Cup 2026. Tất nhiên là chúng tôi có một vài cơ hội. Thế trận cũng tốt, nhưng thật không may là chiến thắng chưa đến. Đội tuyển Hàn Quốc phải làm tốt hơn ở trận sắp tới. Tôi cảm ơn người hâm mộ. Họ là lý do giúp chúng tôi vượt qua khó khăn. Tôi thất vọng với kết quả này, nhưng vui vì cổ động viên bên cạnh. Chúng tôi sẽ mang lại niềm vui cho họ. Tiền đạo sinh năm 1992 nói. Ở lượt trận thứ tư, đội tuyển Hàn Quốc có chuyến làm khách trên sân Ranja Mangala của đội tuyển Thái Lan. Nếu cứ trình diễn bộ mặt như trận đấu vừa qua, đội tuyển Hàn Quốc sẽ lại gặp nhiều khó khăn trước đối thủ. Không có trận đấu nào dễ dàng cả. Chắc chắn chuyến làm khách trước đội tuyển Thái Lan là trận đấu còn khó khăn hơn ngày hôm nay. Đội tuyển Hàn Quốc đã nhìn thấy vấn đề cần được giải quyết. Tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo và đạt kết quả tốt. Son Heung-min cho biết: Tôi tin rằng sắp tới ngày 26 tháng 3, rất ít khán giả sẽ đến sân xem nếu như huấn luyện viên Philippe Troussier vẫn còn tại vị, vẫn còn làm việc. Ở trên mạng xã hội hay trên các diễn đàn vẫn còn rất nhiều người tin tưởng rằng huấn luyện viên Philippe Troussier còn cơ hội ở trận đấu lượt về. Nhưng cá nhân tôi, ekip của chúng tôi thì không. Chúng tôi đồng loạt mong muốn vị chiến lược gia người Pháp nên từ chức. Cũng tôi nghĩ rằng từ chức là một nét văn hóa mà đáng lẽ những người ở khu vực châu Âu người ta phải hiện đại hơn chúng ta, người ta phải đi trước chúng ta. Nhưng đó có lẽ là một điều xa xỉ đối với vị chiến lược gia người Pháp khi mà ông vẫn nói rằng trận đấu ngày hôm qua là một trận đấu mà chúng ta nhìn được nhiều điểm tích cực tôi vẫn chưa hiểu điểm tích cực ở đâu khi mà chúng ta có hai cú sút không trúng đích, không có bất cứ một cơ hội nào tạo ra bàn thắng và thế trận chúng ta thực sự bị lép vế trước một đội chủ nhà. Đặc biệt là cách thay người, rất nhiều những vấn đề, đọc trận đấu của vị trí lược gia người Pháp cũng rất kém. Tôi e rằng nếu như tình hình này vẫn diễn ra, đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục nếm một thất bại trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tôi e rằng điều này sẽ khiến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam thờ ơ với bóng đá Việt Nam và liệu sẽ còn một cú địa chấn nào giống như năm 2018 tại Thường Châu nữa đây rất khó và biết bao giờ thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới yêu bóng đá Việt Nam trở lại. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bản tin ngày hôm nay. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo chúng tôi vẫn ở đây vẫn đồng hành cùng đúng bóng đá việt nam và đương nhiên chia sẻ những góc quan điểm mà tôi tin rằng phần đông người hâm mộ việt nam sẽ đồng quan điểm với chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo